Thưa quý vị và các bạn, trước đây nhiều chi bộ nhà trường trên địa bàn huyện Đông Triều sinh hoạt ghép nên sự chỉ đạo của chi bộ đảng đối với công tác chuyên môn trong trường học nhiều khi chưa thực sự sâu sát. Từ đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã có giải pháp cùng cấp ủy đảng địa phương nâng cao vai trò, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tập trung vào công tác củng cố xây dựng tổ chức chi bộ đảng và kết nạp đảng viên mới trong trường học, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn. Đến năm học 2010-2011, trên địa bàn huyện Đông Triều vẫn còn trên 50% số trường học chưa tách để thành lập được chi bộ đảng. Những cán bộ đảng viên của những trường đó vẫn phải sinh hoạt ghép với các đoàn thể của xã. Vì sinh hoạt ghép nên việc lãnh đạo ra nghị quyết của các chi bộ thường chung chung, không đề cập được đến những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể của từng đơn vị trong khối. Xuất phát từ thực tế đó, nên từ năm 2010, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chủ trì cùng Đảng bộ các xã thị trấn tổ chức hội thảo về công tác xây dựng đảng trong trường học nhằm nâng cao vai trò sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các trường học trên địa bàn huyện. Trong đó, các đại biểu đều thống nhất rằng muốn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong trường học thì nhất thiết phải thành lập chi bộ đảng trong trường học sẽ hiệu quả hơn sinh hoạt ghép với các tổ chức đoàn thể như trước đây. Từ đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ các xã thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng lộ trình tách các chi bộ giáo dục thành các chi bộ tại trường học. Đến nay, việc tách các chi bộ này đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, 78 trên 78 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở đều có chi bộ đảng sinh hoạt trực thuộc Đảng ủy 21 xã thị trấn với 1.069 đảng viên. Đến nay, toàn ngành có 2.218 cán bộ giáo viên, trong đó đảng viên chiếm gần 50% và 168 cán bộ giáo viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Hiện nay, ở các trường, hiệu trưởng là bí thư chi bộ cơ cấu vào ban chấp hành đảng bộ hoặc đại biểu hội đồng nhân dân đã thu hút sự đóng góp chí lực của các nhà giáo trong việc phát triển sự nghiệp trồng người, khuyến học, khuyến tài. Trong năm qua thì ngoài cái việc làm tốt công tác giáo dục về chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên thì chi bộ nhà trường đặc biệt quan tâm tới cái việc xây dựng trường chuẩn quốc gia và coi đây là một trong những mục tiêu trong định hướng phát triển của chi bộ. Và ngoài cái việc phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để làm tốt công tác xây dựng cơ sở vật chất thì chi bộ đặc biệt quan tâm tới công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường và luôn song hành chia đỡ bờ vai là các bậc phụ huynh và sự vào cuộc kịp thời của đảng bộ chính quyền các cấp. Do vậy mà đến nay nhà trường đã được đón chuẩn quốc gia vào dịp 20 tháng 11 là một trong 17 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của huyện Đông Triều vào tháng 11 năm 2013. Bên cạnh đó thì chi bộ cũng luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng trong trường học và đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm giúp cho đội ngũ có thể phát triển một cách mạnh mẽ. Và chính vì vậy mà đến nay thì trường mầm non Hoa Lan được đánh giá là có đội ngũ mạnh về vững vàng về tư tưởng chính trị và mạnh về chuyên môn. Chi bộ trường trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh với 27 đảng viên xác định đúng cái vai trò trách nhiệm trong công tác chỉ đạo lãnh đạo giáo dục toàn diện của nhà trường. Thì trong nhiều năm qua, chi bộ đã lãnh đạo nhà trường giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường được nâng lên rất là cao. Hàng năm, trong những năm gần đây thì tỷ lệ lên lớp thường đạt từ 99 đến 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm thì đều đạt là 100%, tỷ lệ học sinh khá giỏi thì được nâng lên năm sau cao hơn năm trước. Và trong công tác giáo dục toàn diện như vậy thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục và lịch sử địa phương nói chung và lịch sử của nhà trường nói riêng. Sau cái ngày hội thảo về tăng cường công tác giáo dục lịch sử địa phương do Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức năm 2013, đó là cái kim chỉ nam để cho toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường tăng cường công tác giáo dục lịch sử trong nhà trường. Chúng tôi đã tổ chức cái công tác giáo dục lịch sử địa phương thông qua các hoạt động lồng ghép với cả các bộ môn văn hóa, thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là với cái ngôi trường mang tên lãnh tụ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh, là cái nơi mà học sinh có thể tìm hiểu và hiểu biết sâu hơn về cái nguồn gốc của ngôi trường được mang tên. Trước đây, nhiều chi bộ nhà trường ghép nên việc quản lý và sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn bởi mỗi trường hoặc đơn vị của xã có đảng viên ghép sinh hoạt có nhiệm vụ khác nhau. Việc tách chi bộ từng trường là phù hợp và đúng với nguyện vọng của đảng viên các trường, đồng thời cũng để các chi bộ có điều kiện sinh hoạt độc lập và hiệu quả hơn.
Các chi bộ nhà trường sau khi được thành lập đã chủ động thực hiện chức năng nhiệm vụ của chi bộ cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực, vừa xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, đồng thời tham mưu cho đảng bộ xã, thị trấn xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Ban chi ủy, ban giám hiệu các trường đã khơi dậy và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nên sức mạnh đoàn kết, ngày càng có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm cải tiến phương pháp dạy và học, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, giáo dục học sinh nỗ lực học tập rèn luyện. Năm học 2013-2014, trường tiểu học Vĩnh Khê, huyện Đông Triều được chọn làm điểm xây dựng lớp học thông minh, trường học thông minh của huyện. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, chi bộ đã ra nghị quyết lãnh đạo nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, ngoài việc được đầu tư trang bị máy móc, chi bộ nhà trường đã cử các cán bộ giáo viên đi tập huấn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Đến nay, nhà trường đã có 6 phòng học thông minh được đầu tư, gồm hệ thống bảng thông minh, bục giảng thông minh và máy iPad, hệ thống loa máy, camera trực tuyến. Việc đầu tư này đã giúp giáo viên chủ động trong việc giảng dạy, điều hành, đáp ứng mọi yêu cầu của học sinh. Nguồn tư liệu phục vụ giảng phong phú, hình thức trao đổi giữa các nhóm học sinh đa dạng linh hoạt, minh chứng tại chỗ, kích thích sự tìm hiểu sáng tạo của học sinh. Chúng em cũng được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường và cuộc họp nghị quyết của đảng của chi bộ nhà trường ấy, thì cũng triển khai về cái lớp học thông minh. Thì điều đầu tiên là chúng em muốn mở được một phòng học thông minh ấy, thì chúng em cũng phải làm được tốt cái công tác tuyên truyền đối với phụ huynh học sinh để người ta thấy được những cái lợi ích rất là to lớn từ cái lớp học thông minh và có sự khác biệt với lớp học thông thường. Và từ đó thì phụ huynh người ta sẽ đầu tư về cơ sở vật chất, về mọi mặt để giúp cho lớp học thông minh này càng hoàn thiện hơn. Thì khó khăn đối với chúng em thì chúng em cũng mới được tiếp cận và chúng em cũng mong là có những cái lớp tập huấn để chúng em khai thác được triệt để của lớp học thông minh để mang tới hiệu quả rất là lớn đối với học sinh. Và khi triển khai cái lớp học thông minh thì chúng tôi cũng gặp không ít những khó khăn, đó là khó khăn từ phía giáo viên khi mới tiếp cận với cái phần mềm của lớp học và các thiết bị hiện đại thì chúng tôi đã tiếp cận từ những năm học trước rồi. Và khó khăn thứ hai đó là cái khó khăn là đối với phụ huynh khi người ta chưa hiểu được cái ưu việt của cái lớp học thông minh, thì vậy nên là chúng để làm tốt được cái xây dựng tốt được cái lớp học thông minh thì chúng tôi phải làm tốt cái bước đầu tiên đó là tuyên truyền cho giáo viên và cho học sinh, cho đến từng phụ huynh hiểu được cái tính ưu việt của lớp học thông minh, từ đó phụ huynh họ sẽ đầu tư thêm cái cơ sở vật chất của cho mình. Đấy, và cái về thuận lợi thì sau khi chúng tôi đã giải quyết được một số những cái khó khăn từ phụ huynh thì chúng tôi lại được cái đội ngũ cán bộ giáo viên họ rất là nhiệt tình và say mê trong nghề nghiệp vì thế là và cộng với cái sự say sưa về ứng dụng công nghệ thông tin từ những cái năm học trước được cái kế thừa được phát huy được cái tính ưu việt của công nghệ thông tin trong những năm học trước thì chúng tôi khi tiếp cận tới cái phần mềm quản lý lớp học thì chúng tôi thấy là giáo viên tiếp cận rất là nhanh và khi mà đưa cái phần mềm quản lý lớp học giữa tương tác giữa thầy và trò cũng như là cái tương tác giữa bảng thông minh và cái bảng máy tính bảng ấy, thì là cái giáo viên họ tiếp cận rất là nhanh và tiến tới trong những năm học tiếp theo chúng tôi cũng đang lộ trình là xây dựng là toàn bộ cái hệ thống camera cả hệ thống cái lớp học thông minh sẽ được đến tất cả các phòng học trong toàn trường. Và qua hệ thống này thì chúng tôi có thể quản lý được cái chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như là cái mức độ học tập của học sinh, cái tiếp thu bài của học sinh qua cái hệ thống camera giám sát. Từ thực tiễn cho thấy, việc bí thư chi bộ là hiệu trường rất thuận lợi cho công tác lãnh đạo của chi bộ nhà trường trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được đảng và nhân dân giao phó. Chi bộ chăm lo công tác xây dựng đảng, kết nạp đảng viên mới, chi đoàn thanh niên duy trì sinh hoạt có hiệu quả. Từ đầu năm học 2013-2014 đến nay, đã có 140 đảng viên mới được kết nạp, số đảng viên trẻ chiếm trên 70%. Tới đây trong tháng 5 này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức một hội thảo về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong trường học. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là một trong những hoạt động thiết thực trong cái chương trình hành động theo cái chủ đề năm của tỉnh Quảng Ninh năm 2014. Hy vọng rằng sau cái hội thảo này chúng tôi sẽ có được những cái giải pháp đồng bộ để đổi mới cái phương thức lãnh đạo của chi bộ đảng trong các trường. Chúng tôi nghĩ rằng cái chương trình hoạt động này của chúng tôi sẽ được sự ủng hộ của
các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, bởi vì chúng tôi cũng đã làm rất là tốt công tác tham mưu cho huyện ủy và tham mưu tư vấn cho đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Những kết quả trong công tác phát triển đảng trong trường học thời gian vừa qua có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thời gian tới, ngành giáo dục huyện Đông Triều tiếp tục tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng trong trường học để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho các bí thư chi bộ, tạo sự thay đổi rõ nét về vai trò lãnh đạo toàn diện của nhà trường, của chi bộ đảng, vai trò nòng cốt của mỗi đảng viên, để những đảng viên, nhất là những đảng viên trẻ, sẽ là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ngay tại mỗi cơ sở trường học.